Xin chào các bạn. Hôm nay chạy chuồng gối hai ngon Vĩnh Long, chạy bộ nghiệp hồi lúc trước á, hồi năm 2015 đến giờ thì bà con thấy cái cảnh này nó cũng quen quá rồi ha. Thì hôm nay chạy chuồng gối hai ngon Vĩnh Long tôi chia sẻ với tất cả bà con nông dân, bà con nào có nuôi chuồng gối đó thì tôi chia sẻ cái cách mà làm cái chạy để nuôi chuồng gối nó đơn giản mà nó có hiệu quả nhất. Thì tôi chia sẻ cái thực tế trong cái chạy của tôi luôn. Thì bà con thấy giấc này khoảng cỡ 9 giờ sáng thì bò đang vệ sinh chuồng bò ha. Thì tôi quay cái tổng thể cái cảnh này thì bà con thấy nó quá quen rồi, nó không có gì lạ đối với bà con từ là năm 2015 tới giờ hết. Bà con đi dài dài với tôi bà con thấy. Thì đi ra đây để bà con thấy cái thực tế mà tôi làm, tôi sửa lại cái trại nuôi chuồng quế. Thì do qua thời gian 5 năm rồi nó cũng có bị hư, cho nên thì bây giờ tôi sẽ sửa lại, tôi sửa bằng cái cách này. Bà con đây thấy cái chạy tôi đây ha, bà con thấy đây, tôi chia sẻ luôn. Mình chỉ cần mình lấy cái tấm cao su của mình thôi, cao su hai da mình mà mình nuôi lươn, nuôi cá đó, thì mình úp lên như thế này, bà con thấy ha, úp lên cái nắp chạy như thế này thôi. Đó, thì mình sẽ, cái chạy mình nó sẽ kín lại, nó không bị dột mưa trực tiếp xuống nhiều và nắng nó cũng không có trực tiếp xuống nhiều. Đó, thì bà con thấy đây ha, thì cái này tôi chia sẻ thực tiễn luôn cho bà con thấy ha. Ở dưới nè, quay ở dưới luôn cho bà con thấy, đây là trong trại nuôi trùng quế đây ha, bà con thấy nước nhấp hết trơn nữa không, nhưng đều giờ trùng vẫn tốt bình thường. Cái chỗ nào nước thì trùng nó không ở, mà chỗ nào mà không nước thì trùng nó vẫn ở thôi. Tôi chia sẻ cho bà con thấy là lý do tại vì do dông mưa rồi bị gió bị tốc mái, thì bây giờ tôi không thể làm lại. Thì bà con thấy làm đi dài dài bà con thấy luôn. Đây tôi quay cho bà con thấy này, bà con thấy ha, bên kia là bên trùng nó ở ha, bên đây thì nước không nè bà con thấy ha. Tôi quay cho bà con thấy luôn, nước xa xa dũng nước luôn, chưa tát ra. Thì những cái gì tôi làm được tôi đều chia sẻ cho với tất cả bà con hết. Thì nuôi con trùng quế tôi nói thật với bà con nó không có khó, nhưng điều mình biết cái cách chút xíu thôi ha. Mình quản lý dịch hại nó một chút, ví dụ như con chuột nè, con dế nhủi nè, con cuốn chiếu nè, con kiến nè, thì là cái trùng mình nuôi nó sẽ thành công thôi. Bà con thấy đây ha, làm một bên kia thì tôi làm bằng tôn ha, lúc đó có tiền làm bằng tôn thì cỡ này thôi. Giờ mình tận dụng cái gì mình có sẵn thì mình lấy cái miếng cao su nè ha. Có những lần tôi chia sẻ với tất cả bà con hỏi tôi có lấy tấm cao su mình che lên rồi mình có nuôi được con trùng quế hay không, thì tôi nói dạ được. Thì hôm nay cái này của tôi nè, tôi sẽ làm cho bà con thấy ha, tôi tận dụng lại tôi chia sẻ ra. Thì cho nên cái nuôi con trùng quế nó không có khó nha bà con. Con thấy rồi bà con thấy rồi, mình kẹp nó lại như vậy, mình nẹp nó xuống như vậy đây là gió nào mà tóc nổi ha. Bà con đi với tôi đi vô cái chạy luôn để cho bà con thấy. Đi vô đây, đi vô chạy luôn. Còn cái phân bò cho trùng ăn thì bà con cứ đổ vô vậy ha, đổ vô một cái thùng như vậy, rồi cái khi nào cho trùng ăn thì bà con quậy ra cho nó ăn thôi, nó đơn giản. Đây bà con vô đây bà con thấy cái hộp tôi nuôi trùng quế đó ha, mới cho ăn hôm qua, cái đen đen thì mới cho ăn, còn cái nó trắng trắng là đã ăn mấy ngày trước. Thì đây bên này đây bà con thấy nè, bên này là do tóc mái, do trời mưa tóc mái đang sửa lại. Đây bà con thấy dũng nước ha, bà con thấy một dũng nước không? Nhưng điều mình vẫn nuôi con trùng được nha bà con, vẫn bình thường, nó không có ảnh hưởng gì tới trùng của mình hết. Đây tôi móc lên cho bà con thấy, đây trùng quế đây ha. Cái chỗ nào mình không có nước là trùng nó ở thôi, bà con thấy không? Đơn giản, chia sẻ cho bà con thấy ha. Nè bà con thấy nè, trùng bà con thấy không? Đó, tôi quay để cho bà con thấy luôn, thì bên đây bên kia thì nước, bên đây thì trùng ở. Cho nên là những bà con nào có nuôi đó thì đừng có ngần ngại vì mà mưa nhiễu vô hơi là nắng liêu viêu vô gì đó thì nuôi không được đó. Tôi xin thưa là nuôi được hết
đừng có ngập lụt thì thôi. Thì bà con nào có đam mê về trồng quế đó thì cứ điện thoại cho tôi qua cái số điện thoại 0986 203 159, tôi chia sẻ với bà con tất cả về cái kỹ thuật nuôi trồng quế. Và bà con nào có muốn mua cái sinh khối trồng quế mà cái điều kiện mình còn hơi yếu kém thì bà con cứ điện thoại cho tôi, đến trại tôi đi, tôi sẽ tặng cho bà con mỗi một người vài chục ký về bà con nuôi. Đó là cái, đó là cái tâm đắc của tôi ước mong là bà con cứ đến với tôi sẽ chia sẻ và tôi tặng cho bà con cái sinh khối về để bà con nuôi lại. Thì qua cái số điện thoại của tôi là 0986 203 159 bà con nhớ ha. Cái trại của tôi thì nó nằm ở ấp Hưng An, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, nằm trên gần cầu Kiến Vàng, cái đường tỉnh lộ là đường tỉnh 908 ha, của huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Trước khi kết thúc đoạn video, tôi xin chúc bà con được phát tài, vạn sự như ý và mỹ mãn trong cái công việc làm ăn của bà con. Tôi xin chào.